đây là một cái điều mà không có ai muốn, và nó cũng là một cái từ hôm qua đến giờ, tức là từ sáng sớm ngày hôm nay đến giờ thì tất cả anh em trong ekip cũng như là nhà sản xuất cũng như là anh chị em nghệ sĩ đều rất là buồn vì việc này. Sự cố thì xảy ra thì ngoài ý muốn. Thật sự là khi sáng dậy em nghe là em hết hồn. Em cũng chỉ van vái là thôi xin ơn trên sau là để cái người đã không bị gì đã. Tôi nghĩ là nếu tôi mà là Quang Hà thì tôi sẽ rất buồn. Là vì cái chương trình đã sửa soạn chuẩn bị bao nhiêu lâu rồi. Từ dàn cảnh, đạo diễn, rồi âm nhạc. Mà bây giờ phải bỏ làm lại giống như bây giờ nhưng không có tập dượt cái gì hết. Thành ra mà đâu có phải là lúc nào cũng làm một chương trình của mình như thế này. Thành ra tôi nghĩ là Hà buồn lắm, nhưng mà hy vọng là khán giả thành phố Hà Nội thông cảm hiểu được cho Hà cái chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng mọi thứ nó sẽ được tốt đẹp hơn, nhưng mà cái điều quan trọng là ngày hôm nay thì Hà phải cố gắng gấp bao nhiêu lần để đáp lại cái sự kỳ vọng cũng như là cái lòng yêu mến của khán giả đã dành cho mình. Đồ đạc hết rồi, bây giờ muốn cũng không thể kịp. Bây giờ cố gắng hết sức là có được ba cái đàn thôi. Chứ còn muốn mượn cũng không được. Nên là cuối cùng thì cái tình cảm của khán giả thì cũng làm cho ấm.